Hôm nay chúng ta sống vào trong cái giai đoạn bỉ cực là gọi là tận thế. Và một cái quan trọng thứ hai đó là tiếng nói của ngôi thánh địa official, đó là tiếng nói của chuyển luân thánh dương, của con của thượng đế, đó là thật. Thân thể sư phụ phân nửa là người phàm, phân nửa không phải người phàm cũng là sự thật. Còn những cái chuyện mà diễn biến ở ngoài đời á, còn khi sư phụ nói năm thứ mà ác trên thế giới này á, nó sẽ đi chìm như thầy thấy nịch, đó là sự thật. Và chúng ta sẽ có một cái đời thượng quân thánh đức, đó là sự thật. Đức thầy sẽ xuất hiện để mà gặp chúng ta, để mà dạy dỗ nước Việt, đó là sự thật. Sư phụ sẽ về Việt Nam, đó là mục đích cuối cùng của trong một cái xác phàm này, cũng là sự thật. Còn đứng đây cũng là sự thật. Sư phụ 2 tuần nhập thất lại cho thế giới đừng có bơm nguyên tử cũng là sự thật. Tuy ngày xưa đã sinh rồi, nhưng mà hôm nay nhập thất 2 tuần để lại, để nhắc lại hội đồng chư Phật, làm cho làm sao cho cái quả địa cầu này đừng có tan nát.